怒りを鎮めることはできない。Team của Bộc Phải Hộp rất ăn ý. Mặc dù không có cái con đỗ lì xạ thủ ở nhà AFK luôn rồi. Trời ơi, mấy cái thằng Mông Cổ này trông thế thôi chứ việc gọi là cảm giác bận đầy nhà anh em ạ. Nó AFK phải nói với anh em là từ đầu, từ giữa game đến cuối game luôn. AFK đến khi mà hết game luôn. Đấy anh em ạ, chơi game nó lạ kỳ lắm anh em ơi. Đấy các ông nhìn có ngứa mắt không? Vào game đánh thì cũng được, nhưng AFK ơ nhưng mà Mông Cổ bên team bạn thì nó còn fit 08 anh em ạ. Thì tóm lại là cái trận này thắng hay thua ta? Theo các ông là trận này thắng hay thua? Một bên thì chơi được những AFK, một bên thì fit lòi kèn ế. Ayo, what's up, xin chào anh em quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Top Mơ. Và đến một cái vị tướng mà anh em nhìn cái dáng vẻ rất là ngầu lòi đúng không ạ? Có rất nhiều anh chị em, cô dì, chú bác có bảo với Mỡ là ê thằng Mỡ, rồi thì ê ông Mỡ ơi, ông làm video clip về Lapu Lapu đi. Tại sao mùa giải 24 này nó yếu thế? Mà những cái mùa giải trước tôi thấy còn mang cả vào đấu giải đồ đi đường kinh nghiệm hay đi rừng các thứ các kiểu. À không, không có đi rừng, đi đường kinh nghiệm các thứ các kiểu cơ mà. Thì Mỡ phải thừa nhận với anh em rằng là Lapu Lapu khỏe thật, khả năng dọn rừng và kèm theo đó là nếu như mà anh em chơi theo kiểu đi rừng ý, cầm bảng ngọc rừng thì anh em có thể nhìn thấy tốc độ farm rừng cũng như là cái khả năng dọn lính với bộ kỹ năng của Lapu Lapu là rất ổn. Nhưng ế mà khoan, hình như ở đây đang có đánh nhau Mỡ vào Mỡ hóng cái nhẹ. Ôi rồi ôi, tự nhiên bạn trên trời rơi xuống, như anh em có thể nhìn thấy đúng không ạ? Lapu anh ta phản xạ rất nhanh trước những cái tình huống mà tham gia giao tranh với team đến từ cái chiêu thứ hai của cái cú lướt rất là mượt của anh ta. Bên cạnh đó, cái vị tướng đấu sĩ này thì đây là một cái vị tướng đấu sĩ không phụ thuộc vào mana. Bộ kỹ năng của anh ta là tương đối ổn với kỹ năng ở dạng song kiếm, tức là dạng bình thường đấy, là gây sát thương theo hình nan quạt, kèm theo đó là những cái cú lướt rất mượt. Đấy, như anh em có thể nhìn thấy, lướt này là có gây sát thương nha. Và chiêu cuối của Lapu sẽ làm cái kỹ năng dồn đam với ba nhát bổ cực kỳ đau đến từ cái chiêu cuối dạng đại kiếm. Đấy, nhưng mà ở trong cái bản cập nhật lần này thì chúng ta có thể nhìn thấy là Lapu Lapu anh ta mới đút. Anh ta không được cộng đồng quan tâm, anh ta không được gọi là chơi ở bất kỳ cái mức rank nào cả. Đó thì Mỡ nghĩ rằng Lapu Lapu là một trong những cái trường hợp đặc biệt của cái việc gọi là nó mạnh nhưng mà nó không được ai chơi bởi vì không ai thích chơi nó cả. Cá nhân Mỡ đang cho rằng là như vậy đấy anh em ạ. Vì cái vị tướng Lapu này để mà nói ở trong cái trận đấu rank tầm trung nó không bị yếu. Thậm chí anh em hoàn toàn có thể sử dụng cái vị tướng Lapu Lapu này ở mức rank thần thoại hay là vinh quang thần thoại đi được offline cũng được. Bởi vì Lapu Lapu anh ta có khả năng giữ đường ổn, bộ kỹ năng như chúng ta có thể thấy được là tốt và khả năng tham gia giao tranh với chiêu cuối dạng đại kiếm là có tuyệt vời. Vì chiêu cuối của Lapu Lapu dạng đại kiếm là nó sẽ lộn đi một đoạn, anh em nhìn này, nó lướt đi một đoạn đấy. Và ba cái nhát chém của Lapu Lapu là rất lớn luôn. Và bên cạnh đó là ba cái nhát chém của Lapu Lapu nó còn có được một cái kỹ năng dịch chuyển nó khá là rộng. Rồi thì thêm vào đó là cái chiêu một của Lapu Lapu dạng đại kiếm nó còn có làm choáng lan rất nhiều những cái hiệu ứng thú vị đến từ bộ kỹ năng của Lapu Lapu ở cả dạng ở cả hai dạng song kiếm lẫn đại kiếm. Tuy nhiên là Mỡ nghĩ là cộng đồng Mobile Legends của chúng ta vẫn chưa khai thác hết được cái tiềm năng của cái con đấu sĩ này. Nhưng dù sao đi chăng nữa, để mà có thể nhận định về một cái con Lapu ở thời điểm hiện tại nó có yếu không thì câu trả lời của Mỡ ở đây là không quá yếu đâu anh em ạ. Bởi vì anh em nhìn này, giai đoạn đầu game cũng đánh nhau kiểu gì Mỡ level 6 mà vả lấy team bạn mới chỉ có level 3. Tốc độ đi rừng của Mỡ đang là rất nhanh bởi vì Mỡ cầm bằng ngọc rừng, điểm tài năng khắc tinh ma chủng anh em ha. Anh em nhớ là meta ở thời điểm hiện tại mùa giải thứ 24 là chúng ta đi rừng thì chúng ta hầu hết là nên cầm ngọc rừng. Đa phần những cái vị tướng Mỡ chơi, Mỡ làm video clip cho anh em xem ý, ngoại trừ cái con nhìn ra
thì anh em hoàn toàn có thể cầm ngọc rừng, vì chúng ta có thể đẩy cực nhanh tốc độ farm rừng của những cái vị tướng này lên. Lapu Lapu không phải là một cái vị tướng farm rừng quá nhanh, nhưng với ngọc rừng tốc độ của anh cha của anh ta vượt lên có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Và ở đây đang là một cái tình huống gọi là hai thành viên bên phía tình bạo của pháp sư Vale vẫn chỉ level 3 mà thôi, mỡ lao vào bổ choáng Vale và sát thương được dồn vào hạ gục đi được, đó là pháp sư đầu tiên. Và tiếp theo đó là Sicilian pháp sư thứ hai lên bảng điểm số W là được dành cho mỡ trong cái tình huống này. Trong khi đó thì Jin anh ta đã đưa đó là cái vị tướng Nana và lâu đài tình ái mỡ bớ vào vị trí của đó là Nana, à quên mất ở đây là Hanabi, tuy nhiên sát thương không đủ, mỡ buộc phải lùi ra bởi vì là cái lượng máu của mỡ nếu như mà trụ bắn thêm một hai cái nữa thì mỡ hoàn toàn sẽ phải lên bảng điểm số, nên tha mạng cho Hanabi một cái tình huống gọi là bàn thua trông thấy. Mỡ có được cho mình cái KDA là 4-0-2 trong trận đấu này. Đấy, trận này thì team của mỡ đang chơi khá là ổn, xạ thủ Beatrix bên phía team mỡ chơi tốt và có lẽ rằng mỡ sẽ ở đường trên núp ở trong bụi một chút xíu để chờ Hanabi đi qua. Hanabi lúc nãy vừa sử dụng tốc biến rồi đúng không, cho nên chúng ta sẽ khai thác vào vị trí của Hanabi ở đây này. Hanabi đi ngang qua đời mỡ, nhưng chắc chắn Hanabi trong cái tình huống này chúng ta không thể làm gì được cả, bởi vì trong cái tình huống vừa xong ấy Hanabi không có một lựa chọn nào khác, đứng yên chói mỡ hả, không chói được mỡ anh em ạ, bởi vì cái kỹ năng ba nhát chém dạng đại kiếm của cái con Lapu Lapu này là miễn nhiễm hiệu khống chế anh em nhá, nó sẽ không bị giữ chân lại đến được cái hiệu khống chế của cái chiêu cuối hoa bỉ ngạn của Hanabi đâu anh em ơi. Và chúng ta đang được thấy một cái con Lapu Lapu đi rừng rất xanh, cây đìa đề 502. Team bên này là có Jin anh ta đang muốn lao vào đó là Beatrix, mỡ có mặt ở đây sẽ là đu chiêu cuối qua ba nhát chém dạng đại kiếm cổ đam la rất đau, chỉ cần ba nhát chém thôi là Vale đã lên bảng điểm số. Phía bên này thì Jin anh ta bị khống chế đến bay màu luôn và anh ta lên bảng team bạn, mất đi thành viên mất đi mạng hạng cục thứ 9 của họ ở trong cái trận đấu này. Trong khi đó thì team bạn 9 mạng, bản thân mỡ cầm Lapu Lapu đã ở 6 mạng rồi đó. Vì thế cho nên là mỡ cũng đã trả lời được cho anh em cái câu trả lời là nếu như anh em chơi ở rank tầm trung cho đến huyền thoại ở đến thần thoại ở mùa giải thứ 24 này thì Lapu Lapu còn chơi được không? Đó, cái lý do vì Lapu Lapu yếu thì tại làm sao? Bởi vì cái vị tướng này không được nhiều người thích chơi, chứ không phải là nó yếu anh em nhá. Cá nhân mỡ cho rằng là như vậy, bộ kỹ năng của Lapu Lapu ở thời điểm hiện tại đang tương đối là bình ổn rồi. Và cá nhân mỡ cho rằng là bây giờ Mewtwo họ cũng không muốn sờ vào Lapu Lapu đâu, bởi vì Lapu Lapu bây giờ cái thời của nó tạm thời nó đã là qua rồi. Và đây này, ôi ôi, thiên tài võ học, này thì võ học của chúng tôi này thì mua bằng này thì thiên tài võ học này có là mua bằng ở chợ Kim Biên thì đúng hơn các ông ạ. Và không phải đâu, mỡ chỉ là nói vui về Jin thôi, bởi vì là cái vị tướng này khá là xanh, cái anh chàng Lapu Lapu mỡ cầm trong tay khá là xanh. Và quan trọng nhất là Lapu Lapu không sợ Jin. Khi mà ai đó đưa Jin, khi mà Jin đưa Lapu Lapu vào lâu đài tình ái thì cái vị tướng này chẳng ngán gì cái việc gọi là anh ta hóa thành chiêu cuối dạng đại kiếm, sau đó anh ta bổ ba nhát chém. Khi mà Jin anh ta đưa Lapu Lapu vào lâu đài tình ái thì Lapu Lapu nếu chơi khéo ấy, thì anh ta hoàn toàn có thể né được cho mình đó là cái làm choáng đến từ vị trí của lướt của Lie và sau đó là trả sát thương là tương đối ổn. Đường trên là có Hanabi đúng không? Chúng ta cần phải biết rằng Hanabi có tốc biến. Đấy, sau khi tốc biến xong thì Hanabi có cái gì? Đó là cái mạng thứ 8 của mỡ trong cái trận đấu này. Xét trang bị của Lapu Lapu mỡ lên trong cái trận đấu này thì mỡ sẽ lên theo thiên hướng lấy đam chứ anh em nha, với cái lưỡi liềm thợ săn để gia tăng tốc độ áp sát và di chuyển, bách chiến diều kèm theo đó là cái súng nộ năng. Đây là ba trang bị mang đến cho mỡ cái lượng đam có thể nói là khổng lồ nhất. Sau đó mỡ mới lên cái giáp tàn bạo để tăng tốc độ di chuyển, kèm theo đó là một chút khả năng thủ khi mà dùng skill. Bên cạnh đó cuối cùng sẽ là cái trang bị gì huyết cuồng và đệ một bộ hai bộ, chỉ cần hai bộ mà thôi. Đam đến cái bổ thứ ba của Lapu Lapu là to nhất. Tuy nhiên là kìa, sao ông bi trịch người chơi hệ Mông Cổ lại đi áp cả sao ta? Cứ chơi, nói thật với anh em là cái dạo gần đây mỡ gặp Mông Cổ rất là nhiều. Nhưng mà mấy cái ông Mông Cổ ấy, cứ chơi được một lúc lại thấy áp ca, cũng chả hiểu kiểu gì. Chắc cuộc sống của con trai thanh thiếu niên Mông Cổ đôi khi nó thi thoảng cứ phải gọi là AFK để mà làm cái gì đấy nó trọng đại lắm anh em ạ. Thôi không sao, ở đây là mỡ một combo ba chém hạ gục đi được đó là Hanabi. Tuy nhiên mỡ không tính đam chuẩn vì cái sức mạnh của con Lapu Lapu dạng đại kiếm là nó có nhưng mà nó không cơ động, cho nên là mỡ chạy bộ dài trong cái quãng đường mỡ chạy bộ ra mỡ ngỏ bố rồi anh em ạ. Và ở đây này, một bộ, hai bộ, ba bổ, lấy rất nhiều máu đến từ vị trí của Hanabi, kèm theo đó là cú xoay kiếm và cú đánh thường hạ cũng như được xạ từ bên phía của team bạn. Và ở phía này
Đã mọi thứ có Jin. Jin anh ta bay màu, trừng phạt né đi hất tung đến từ vị trí của đó là Veil, và sau đó là chém thương vào mặt Veil. Veil lên bảng điểm số vàng của anh ta bây giờ còn ít hơn cả con Creep anh em ạ. Và đây chính là cái hậu quả của cái việc team bạn pick một cái đội hình mà có thể nói là không có tank mà lại rất nhiều đam. Team bạn 4 con đam anh em ạ. Nhưng với một cái đội hình không tanh như thế này thì họ chắc chắn à đâu. Ở đúng rồi, đội hình không tanh, họ có tới 5 con tanh cơ. Cho nên là họ chắc chắn không thể nào có được cho mình một cái thế trận nó xanh giống như là team mỡ được. Còn team mỡ là gì? Rất chuẩn chỉ với team 2 tanh, một pháp sư, một đi rừng và về lên mỡ cũng chuyển hóa thành tanh luôn anh em ạ. Và để cho xạ thủ cái lùm mé. Con xạ thủ nó AFK bố ở đâu nữa anh em. Rồi và đang giao tranh được nổ ra ở đây. Các thành viên bên phía của team bạn đang tập trung khá đông team mỡ. Chỉ có đó là 4 thành viên mà thôi. Cái con xạ thủ người Mông Cổ cái AFK bố nó rồi còn đâu các ông anh em. Nhưng mà ở đây mỡ nghĩ rằng là mỡ chơi được. Đàm tình huống hóa Mudila đến từ vị trí của đó là Nana. Mỡ sẽ đứng ở đây và sau đó mỡ vào này. Trừng phạt giảm tốc độ di chuyển của Brainless này. Brainless tức là không não đây anh em ạ. Nhưng mà rất may tốc biến đã giúp cho không não né được một cái pha xử lý vừa xong. Và thôi mỡ sẽ quay trở lại ăn đi cho mình, đó là cái con bùa thôi. Đơn giản như đang rổ. Cái gì dễ chúng ta làm trước, khó chúng ta làm sau hoặc không làm anh em ha. Được cái là bộ kỹ năng của Lapu Lapu khi mà anh em đi rừng ý. Mà thật ra không phải đi rừng đâu, anh em đi đâu cũng thế thôi. Là cái dạng tốc độ giảm thời gian hồi chiêu của cái chiêu cuối này nó đang rất là nhanh. Và khi mà anh em đi rừng anh em còn được cái bùa tín thì mọi nghĩ rằng nó còn nhanh nữa anh em ạ. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ dùng chiêu cuối luôn để mà ăn cho mình đó là cái con Lord này nha. Tốc độ ăn Lord của mỡ bây giờ là rất nhanh và mỡ không hề phụ thuộc vào ai cả. Bởi vì tại sao? Mỡ có bảng ngọc rừng cầm cho mình đó là cái điểm tài năng khắc tinh ma chủng. Cái điểm tài năng này sẽ giúp cho mỡ ăn Lord là rất nhanh. Trong khi đó là team mỡ còn đánh tuyệt hay nữa. Họ đang lấn át so với team bạn bằng cái việc gọi là có được những cái mạng hạ gục. Ở trong khi đó thì mỡ sau khi đó thì cũng đã ăn đi cho mình xong được ở đây. Đó là cái con Lord rồi. Di chuyển về phần rừng của mình, ăn cái con bùa tím. Mà mỡ nhận ra rằng là với cái set trang bị là như thế này này thì cái khả năng hút máu của mỡ không có. Cho nên là cái set trang bị cuối cùng mà mỡ cầm nó sẽ làm cái set trang bị mà mỡ nghĩ rằng anh em có thể cân nhắc lên được, đó là cái rìu huyết cuồng. Với cái rìu huyết cuồng thì anh em sẽ có được cho mình cái khả năng hồi máu thông qua kỹ năng đến từ những cái cú chém ở dạng đại kiếm. Đây sẽ làm cái điều khá là cần thiết, một cái món trang bị mang tính là công nhưng thật ra nó lại là thủ, đến từ bộ kỹ năng của cái vị tướng Lapu Lapu. Đường trên là Lord, đây chỉ là cái con Lord màu tím mà thôi. Nó đang được tràn vào cùng với Gatotkaka và Elite, kèm theo đó là chỉ có hai vị tướng đấy mà thôi. Nana thì anh ta đã lùi về. Trong khi đó thì team của mỡ đang muốn report ông xạ thủ thể với anh em luôn ý. Nhiều khi mỡ không biết cái Mobile Legends này nó là game điện thoại, game trên máy tính. Mấy ông bên Mông Cổ, mấy ông này đã quit phát là mấy ông ấy quit luôn anh em ạ. Cút lua luôn chứ không có quay trở lại đâu. Nhiều khi mỡ cảm giác hơi lạ kỳ. Ở phía bên này là mỡ sẽ rồng nhồng như năm sau anh em nhỉ. Đấy, bổ gọn năm sau ấy. Đúng rồi, lùa gọn năm sau vào. Sau đó trừng phạt ra con Hunby và té này. Ây da, này thì Alu đuổi theo. Lu cạc đuổi theo này. Mạng thứ 5 của mỡ này, 15 của mỡ luôn. Không tự cân lượng được sức mạnh của mình. Và đã phải lên bảng điểm số. Chính là thợ săn quỷ Alu cạc bên phía của team bạn. Và bây giờ thì mỡ đã có được cho mình đó là cái gì hút cuồng rồi. Mỡ đã có được cho mình bây giờ mỡ mới chỉ gọi là đúng rồi, cầm được cho mình đó là cái trang bị dìu huyết cuồng rồi. Phút thứ 12, level 15 thì với cái lượng trang bị như thế này thì đây sẽ là cái ngưỡng sức mạnh mà cá nhân mỡ cho rằng là có thể nói là rất mạnh đến từ vị trí của Lapu Lapu. Tuy nhiên khi nào anh em có được cho mình đó là cái set trang bị này thì nên lưu ý rằng hãy lên cái set trang bị như thế này khi mà team của anh em đủ tanh nha. Nhưng nếu như mà team của anh em thiếu tanh ấy, anh em sẽ phải bỏ bớt đi một số trang bị để biến thành một cái con gọi là semi tanh. Ví dụ như anh em sẽ phải bỏ đi cái gì huyết cuồng, bỏ đi những cái món trang bị khác. Và anh em nhìn này, một bình mỡ cân 4 cả cân 5 cả cái trụ luôn. Sau khi mà thoát ra khỏi tầm trụ thì làm chuồng và kèm theo đó giúp cho Nana được tuyến sau. Và Gatotkaka có một cái tình huống chiêu cuối là khá đẹp. Team của mỡ phối hợp rất ăn ý, mặc dù không có cái con đốn lì xạ thủ ở nhà nó đứng AFK luôn rồi. Ôi mấy cái thằng Mông Cổ này trông như thế thôi chứ việc gọi là cảm giác bận đầy nhà anh em ạ. Nó AFK phải nói với anh em là từ đầu, từ giữa game đến cuối game luôn. AFK đến khi mà hết game luôn. Đấy anh em ạ, chơi game nó lạ kỳ lắm anh em ơi. Nhưng mà thà là nó AFK các ông ạ. Còn hơn là anh em nhìn thằng Sicilian bên phía của team bạn nhỉ. Đấy, cũng Mông Cổ anh em ạ. Thế bây giờ đưa lên bàn cân để cho anh em lựa chọn đi. Một ông Mông Cổ thì AFK từ đầu với cả một ông Mông Cổ thì bây giờ vẫn đang fit thì anh em chọn ông nào. Úi dồi, một bài toán rất khó nhằn anh em ạ. Không biết chọn ông nào luôn. Nó fit nhưng mà về cơ bản nó đánh nó có đồ nó vẫn chơi được đúng không ạ? Còn hơn nó AFK nó không fit nhưng mà về cuối game mình lại giao tranh thiếu người. Ủa, một cái sự lựa chọn có thể nói với anh em rằng là rất khó để mà nhằn. Nhưng mỡ nghĩ rằng ở thời điểm hiện tại mỡ cũng không có cần thanh niên Beatrix đâu. Bởi vì mỡ đi rừng, mỡ cầm bảng ngọc rừng.
tốc độ ăn rừng kèm theo đó là cái việc mỡ quá xanh. Điều này đã khiến cho việc đến thời điểm hiện tại thì mỡ vẫn đang cần trô được với cái sức mạnh này. Và ở đây là có cái vị tướng Alucard, anh ta đang muốn chạy nhưng vấn đề đây anh ta chạy kiểu gì, anh ta lắt léo nhưng mỡ có rất nhiều lướt mà không cần hóa lên. Và Alucard đã bị hạ chiến công là thuộc về cho Nana. Mỡ nhảy vào với cái chiêu cuối dạng đại kiếm và ba bổ chém phát thẳng vào đó là cặp đôi vị tướng Sicilian hạ gục đi được đó là Hanabi. Tiếp đến là Jin, anh ta đang định làm gì đây, anh ta đưa hai đầu lâu đài tình ái và sau đó là anh ta lên bảng điểm số luôn. Gatokaka có được cho mình đó cái mạng gục đến từ những người chơi đi rừng bên phía của team bạn, và có lẽ rằng là trận đấu này chẳng cần ăn lót nữa rồi anh em ạ, vì team của mỡ đang tràn vào năm thành viên bên phía team bạn đã bị quét sạch và trận đấu này sẽ là kết thúc tại đây. Trên đây là toàn bộ video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về Labru mùa giải thứ 24. Và nếu anh em thấy video clip này của mỡ thú vị thì đừng quên để lại cho mỡ một like một cái kênh nha. Peace.